chương 501, không biết sống chết, là do thiên mệnh. Lại có người dám ở chỗ này động thủ. Bất hủ sơn tiên vương A Khuê, lập tức hướng về tầng nhị thế vọt tới. Ở nơi này có quy định rõ, bất luận cái gì người không thể lại tiến vào động phủ phía trước động thủ. Chỉ cần là động thủ người, liền sẽ đối mặt với tiên vương nghiêm phạt. Nhưng mà Giang Trần tốc độ so với A Khuê nhanh hơn, hắn trực tiếp chắn tầng nhị thế trước mặt, đối mặt với A Khuê áp lực. Ta xem ai dám đối với ta thái sơ đạo châu nhân động thủ. Giang Trần lời này vừa nói ra, bàn bạc lực lượng tịch quyển mà ra, trước mắt A Khuê rõ ràng là tiên vương cấp bậc tồn tại, nhưng bị Giang Trần vị này chân tiên dọa sợ. Chính là ngươi giết chết chúng ta tiên vương. A Khuê nhìn trước mắt Giang Trần, trên mặt viết đầy khó tin thần sắc. Nếu như các ngươi lại như vậy không biết cốt xấu, lần sau ta liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Nếu song phương đã trở thành không chết không thôi địch nhân, Giang Trần cũng không có ý định cho đối phương mặt mũi. Bởi vì coi như là cho mặt mũi, cũng không có có bất kỳ ý nghĩ gì. Mà tên kia thanh niên áo bào đen, nghe được Giang Trần đám người là Thái Sơ đạo châu thời điểm, trên mặt thần sắc tức giận cũng biến mất. Trước không nói hắn tự thân lực lượng, không có biện pháp cùng Giang Trần bọn họ so sánh với, coi như là sau lưng thực lực cũng không phải Thái Sơ đạo châu đối thủ. Tiến vào động phủ sau đó, ta xem ngươi có phải hay không thật có thực lực như vậy. A Quê hừ lạnh một tiếng, hơi kiên ki nhìn thoáng qua vạn cổ đại đế. Một ngày tiến vào động phủ đó chính là là do thiên mệnh, không nên đem ta trở thành cái kia mới vừa tiến vào tiên vương cấp bậc, chỉ có vẫn lạc phế vật cảm nhận được từ vạn cổ đại đế trên người truyền tới áp lực lạnh lùng ném một câu liền rời khỏi nơi này chuyện kế tiếp các ngươi không cần lo lắng đến rồi bước ngoặt nguy hiểm ta sẽ bảo hộ các ngươi vạn cổ đại đế thanh âm ở thái sơ đạo châu nhân trong đầu vang vọng nghe được vạn cổ đại đế thanh âm ngoại trừ giang trần bên ngoài người khác đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau đó ba gã tiên vương cấp bậc nhân đứng ở động phủ bên ngoài muốn mở ra bị phong tổn động tác chỉ có ba gã tiên vương cấp bậc nhân đồng thời thi triển lực lượng mới có thể đem đại môn mở ra hơn nữa cái này ba gã tiên vương cấp bậc sau lưng lực lượng đều có cùng với chính mình người theo đuổi phẫn lớn người theo đuổi đều ở đây hạ tam thiên vì vậy từ bọn họ thành tựu đại biểu thật sự là lại thích hợp bất quá rồi ăn ngay nói thật ta cảm thấy chúng ta cũng không nên quá đáng đối địch một ngày nhất niệm tiên vương bí mật bộc lộ ra đi coi như là ba ngày trước nhân sợ rằng đều sẽ nhiễm chỉ ở mở ra tiên vương động phủ trong nháy mắt a khuê đi thẳng tới vạn cổ đại đế bên cạnh a khuê trong giọng nói ý tứ vạn cổ đại đế lại làm sao không rõ ràng dù sao nhất niệm tiên vương sở liên quan đến là thời gian bí mật như vậy bí mật cho dù là lại lên trong ba ngày vậy cũng là khó được tồn tại nếu như ba ngày trước nhân thực sự muốn nhiễm chỉ hẳn không phải là chúng ta có thể ngăn cản được a vạn cổ đại đế cười lạnh một tiếng hơi đùa giỡn nhìn thoáng qua a khuê vạn cổ đại đế một câu nói làm cho a khuê an yên tĩnh trở lại đích thật là cái này dạng có thể tiến vào ba ngày trước nhân chí ít chắc là tiên quân cấp bậc đỉnh phong vậy thì nhìn một chút những người này có thể có được thu hoạch gì A Quê nhìn về phía một bên vạn cổ đại đế theo bản năng nắm chặt nắm tay, nhưng cuối cùng lại không có động thủ. Bởi vì một bên Bất Tử Tiên Vương mặc dù không có nhìn về phía chỗ của hắn, nhưng cường hãn khí tức đã tràn ngập ra. Thực sự là không có ý tứ. Bất kể nói thế nào nhất niệm cùng Hồng Trần trong lúc đó có một ít đồng thời xuất hiện, ta lần này tự nhiên không thể ngồi nhìn mặt kệ. Bất Tử Tiên Vương mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng những lời này đã coi như là thái độ của hắn. Cùng lúc đó, Giang Trần bên kia ở Giang Trần dưới sự dẫn dắt tần nhị thế đám người đi thẳng tới vạn cổ đại đế sở mở ra cái lối đi kia bên trong. Hắn đã biết gian trần đám người thân phận sau đó, rất nhiều người phi thường ăn ý tuyển trạch cách bọn họ khá xa thông đạo, hay là có người đi theo sau lưng của bọn họ, dù sao mỗi một con đường chịu tải năng lực hữu hạn, hơn nửa một ngày xuất hiện, nguy hiểm nhiều hơn chút người chẳng khác nào nhiều hơn chút. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta muốn lại tiến vào thông đạo sau đó tiến hành chiến đấu A. Tần nhị thế đi tới thanh niên áo bào đen bên người ngăn cản hắn, trong ánh mắt viết đầy chiến ý ngươi thực sự muốn cùng ta chiến đấu thanh niên áo bào đen lúc nói chuyện ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở tầng nhị thế bên người giang trần tầng nhị thế đương nhiên minh bạch thanh niên áo bào đen ý tứ hắn nhìn về phía bên cạnh giang trần nói rằng ngươi trước tiếp tục đi tới a chờ ta đánh bại hắn về sau liền đuổi theo tầng nhị thế là hạng người gì giang trần trong lòng rất rõ ràng hắn cũng biết nếu là không đánh bại thanh niên áo bào đen lời nói cái này cũng coi là tầng nhị thế một cái tâm ma dù sao đi tới tiên vực sau đó tầng nhị thế cũng coi như kiểm nén, nếu là không có một cái thích hợp tuyên tiết khẩu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta đi thôi. Giang Trần vỗ vỗ thuần dương thánh tử bả vai, hướng về bên trong đi tới. Mà đang khi hắn mới vừa đi ra đi không bao xa thời điểm, lại có một cái cuồng ngạo thanh âm truyền tới. Nghe nói Giang Trần là vạn cổ tới nay đệ nhất yêu nghiệt, bản thiếu gia cũng không tin cái này tà, làm cho Giang Trần đi ra gặp ta. Trước mặt của mọi người cuồng ngạo như vậy kêu gọi, thuần dương thánh tử dường như ở trên người kẻ ấy thấy được trước đây thương long nhất tộc thánh tử cái bóng. Xem ra vô luận tới chỗ nào dạng này đồ đần cũng không thiếu. Đối với một lần này người khiêu chiến, thuần dương thánh tử tuyệt không lo lắng, bởi vì dùng gian trần lời nói mà nói đối phương cũng là một cái chân tiên cấp bậc tồn tại. Người khác cũng tương tự đều là vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng chưa từng thấy đến gian trần, đang cùng cùng là cấp bậc người quá trình chiến đấu trung biết thất bại. Lần này khiêu chiến người dĩ nhiên là vũ cực phủ châu công tử. 030 nghe nói là có tối cường thân thể tồn tại, không sao cái gọi là đại thành thể chất sai. Đây chính là ở trung tam thiên, có thể cùng Hồng Trần Phủ Châu chạy song song với tồn tại. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình nhân, Giang Trần nhệt miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Trước mắt cái này nhân loại Giang Trần cũng không xa lạ, bởi vì ở trong tiểu thuyết cũng có tương đương đầy đủ miêu tả. Thanh niên tên là Cổ Trường Thiên, cũng là cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Bọn họ là võ học con đường tu luyện giả, không chỉ có có cường đại thân thể các loại các dạng võ học công pháp cũng là đăng phong tạo cực. Cũng chính là vạn cổ đại đế loại này hồng trần tiên có thể cùng với địch nổi, vì vậy cùng vạn cổ đại đế sau lưng lực lượng ở trung tam thiên trung đặt song song tồn tại. Ở nguyên bản trong tiểu thuyết, cổ trường thiên bởi vì liều lĩnh cá tính trở thành độc cô vân địch nhân, tại sau này trong chiến đấu bị độc cô vân lấy bí pháp miếu sát. Mà bây giờ độc cô vân đã không tồn tại, gian trần tự nhiên thay độc cô vân vị trí. Nếu như ngươi chết sẽ có một chút phiền toái, dù sao cũng là dựa vào phụ thân hài tử. Giang Trần nhìn trước mắt cổ trường thiên, miễn cười. Giang Trần nụ cười trên mặt làm cho cổ trường thiên phi thường khó chịu, phản phất chính mình là chỉ biết dựa vào bậc cha chú mông âm phế vật. Trận chiến ngày hôm nay cùng bậc cha chú không có quan hệ, nếu như chết ở trong tay của người ta cũng nhận. Đây chính là ngươi nói. Giang Trần không chần chờ, một cái đại thủ hướng về cổ trường thiên đánh. Chương 502, Động Phủ Ngoại Viện, Cứng Đối Cứng. Giang Trần vương tay trong nháy mắt, bầu trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một chỉ cự đại tay, trực tiếp hướng về cổ trường thiên bắt tới. Muốn cùng ta cứng đối cứng. Cổ trường thiên mặc lộ vẻ thần sắc kinh thường, ở thân thể va chạm về phương diện này, hắn còn không có sợ qua ai. Gia tộc chúng ta tổ tiên đã từng cùng đại thành thánh thể bẻ qua tay cổ tay. Cổ trường thiên nội tâm cực độ kiêu ngạo, bất quá hắn cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Ở cùng là cấp bậc bên trong dựa vào cường hãng thân thể, hoàn toàn chính xác có rất ít người có thể đưa ra tả hữu. Bất quá lần này hắn lại đụng phải một cái không nên trêu chọc tồn tại, cự đại thiên thủ từ trên bầu trời đem cổ trường thiên nắm thật chặt. Cổ trường thiên nguyên bản định đang bị bàn tay khổng lồ sau khi nắm được, trực tiếp vỡ nát tới bày ra chính mình thân thể cường đại. Nhưng sau khi bị tóm cổ trường thiên lại kinh ngạc phát hiện, không quản lý mình như thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào tránh thoát cự đại thiên thủ. Xem ra ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Giang trần trên mặt hiện lên một tia âm lãnh. Cổ trường thiên bên cạnh một ông già, nhận thấy được sự tình không thích hợp phía sau vội vàng xuất thủ muốn ngăn cản có thể gian trần lại lộ ra tay trái của mình, đem tên lão giả kia thật chặt nắm ở trong tay. Một tả một hữu đem một gã chân tiên cùng một gã chuẩn tiên vương đối thủ nắm ở trong tay, mãnh liệt như vậy lực lượng chấn kinh rồi chung quanh người cạnh tranh. Cái này gọi là gian trần nhân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là chân tiên cấp bậc tu vi sao? Bị hắn nắm ở trong tay, nhưng là một gã chuẩn tiên vương. Có thể đem cổ trường thiên nắm trong tay, đồng thời làm cho đối phương không tránh thoát được, cái này đã làm cho mọi người chung quanh cảm thấy khiếp sợ huống chỉ giang trần còn đem một gã tu vi lực lượng mãnh liệt hơn chính mình võ học giả nắm ở trong tay cái này đã vượt qua bọn họ nhận thức tương phản thuần dương thánh tử đám người ngược lại là vô cùng bình tĩnh trường hợp như vậy bọn họ đã thấy rồi không biết bao nhiêu ngươi nêu là dám giết chết ta gia tộc bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cảm giác được linh hồn của chính mình đều hứng chịu tới uy hiếp cổ trường thiên không thể không lợi dụng chính mình gia tộc lực lượng bắt đầu rồi uy hiếp mà uy hiếp như vậy thì làm cho cổ trường thiên bộ mặt quét sạch nhưng là cùng mệnh tướng so với mặt mũi lại tính là cái gì đâu. Không có ý tứ, các ngươi không có uy hiếp tư cách của ta, các ngươi thế lực sau lưng đồng dạng không có. Giang Trần không có chút do dự nào, trực tiếp đem thân thể hai người cùng linh hồn toàn bộ đều bóp nát bấy. Cũng chính bởi vì cái này dùng dao mổ trâu cắt tiếp gà nhất chiêu, làm cho mọi người chung quanh nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhiều một tia kính nể. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới A. Giang Trần nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt bất quá đầu tiên nói trước các ngươi những người này tuyệt đối không thể cách ta quá xa đừng xem thuần dương thánh tử đám người trong ngày thường một bộ không che đậy miệng bộ dạng nhưng lúc nào nên chăm chú một điểm trong lòng của bọn họ vẫn là rõ ràng ở gian trần dưới sự dẫn dắt bọn họ là nhanh nhất đi tới phía ngoài động phủ nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một phiến cổ xưa cửa gỗ chu vi lại là từ tảng đá chất đống tường viện không hổ là tiên vương bên trong cao cấp nhất tồn tại chỉ là một cái nhà dĩ nhiên cũng có tiên linh trận pháp thuần dương thánh tử đám người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là một ít không nhẫn nại được người tịch mịch, trực tiếp đẩy cửa gỗ ra đi vào. Nhưng khi bọn họ những người này bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt, liền trực tiếp ở trước mặt mọi người tiêu thất. Bọn họ sẽ không phải là chết rồi chứ. Bạch hổ thánh địa thánh tử, mang trên mặt thần sắc quỷ dị. Nếu quả thật là cái này dạng, như vậy tiên linh trận pháp thật sự là quá kinh khủng, chỉ là bước vào sẽ chết. Bọn họ cũng không phải là chết rồi. Giang Trần mang trên mặt kiên định thần tình, bởi vì ở một cửa bị mở ra trong nháy mắt, Giang Trần cảm ứng được một cổ cường đại thời gian lực lượng. Tuy là loại này thời gian lực lượng cũng không có mình thời không chỉ lực thuần túy, nhưng này chủng mạnh mẽ và cảm giác quen thuộc cũng là thứ thiệt. Cái gọi là nhất niệm tiên vương, quả nhiên là bởi vì thời gian lý luận. Giang Trần trên mặt để lộ ra vẻ vui sướng, có thể bằng vào thời gian lực lượng đi đến một bước này, nhất niệm tiên vương tự nhiên là có tương đối tỉnh ngộ. Giang Trần mặc dù cũng không có ý định đem đối phương lĩnh ngộ trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của mình, nhưng vẫn là có thể tham khảo một chút. dù sao cùng chính mình mất tướng đồng đạo đường người thật sự là quá ít. gian trần ý tưởng là muốn vượt qua vạn cổ đi ra một cái chân chân chính chính con đường của mình, nhưng gặp tu luyện thời không phát tác nhân còn là muốn nhìn một chút. xem ra tần nhị thế bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. gian trần vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến tần nhị thế cái kia thở hỗn hển thanh âm. sau lưng tần nhị thế lại là truyền đến hỗn động tiếng bước chân, rất hiển nhiên là bị tần nhị thế giết chết thanh niên áo bào đen nhân qua đây báo thù xem ra các ngươi những người này là không có nghe rõ ta theo như lời nói. Giang Trần dường như cũng không tính ở những tiểu nhân vật này trên người lãng phí quá nhiều thời giờ, đơn giản trực tiếp tống ra một chưởng, bàn bạc lực lượng tịch quyển mà ra. Mà nhất niệm tiên vương bố trí xuống phòng ngự trận pháp, tự hồ cũng đối với Giang Trần đánh ra lực lượng làm ra đáp lại, tự chủ vận chuyển. Tiểu tử này thực lực thật là càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa vạn cổ đại đế nhìn trước mắt toàn bộ, trên mặt lộ ra khiếp sợ tuy là vạn cổ đại đế biết giang trần có bao nhiêu yêu nghiệp thế nhưng hắn cho chấn động thực sự nhiều lắm tại sao ta cảm giác ngươi cái này hậu nhân dường như muốn còn mạnh mẽ hơn ngươi một ít bất tử tiên vương đi tới vạn cổ đại đế bên người lộ ra một tiên ngoạn vị nụ cười chính là trường gian sống sau đè sống trước ta hậu nhân mạnh hơn ta đây không phải là phải sao nói đến đây vạn cổ đại đế cố ý làm ra một bộ dáng vẻ cười nhạo ta nghe nói ngươi huyết mạch hậu đại bây giờ còn chưa có chân chính trở thành tiên a ngươi thật lão già khốn nạn Nguyên bản bất tử tiên vương là muốn cười nhạo vạn cổ đại đế một cái, nhưng không nghĩ tới vạn cổ đại đế dĩ nhiên trực tiếp hướng trong lòng của mình ghim. Làm một danh thực lực cường đại tiên vương, chính mình huyết mạch hậu nhân thậm chí ngay cả tiên đô không phải, đích thật là có chút không nói được ra. Ngươi lần này qua đây, có phải là vì tiên nhân ấn ký a? Giang Trần biết tiên nhân ân ký là bởi vì trong tiểu thuyết ghi chép, mà xem như tiên vương cấp bậc đỉnh phong tồn tại, vạn cổ đại đế bọn họ tự nhiên cũng biết tiên nhân ân ký bí mật. Nói thật ta đích xác là nghĩ như vậy, bất quá loại vật này cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Bất tử tiên vương bất đắc dĩ cười lắc đầu. Trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải dựa vào lĩnh ngộ của mình trở thành cái gọi là tiên, như vậy ở ngày sau con đường trung tự nhiên là không hoàn chỉnh, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Sở dĩ không đến mức không phải mình dưới tình huống, bất tử tiên vương sẽ không làm như vậy. Đã như vậy, một lần này tiên nhân ấn ký, ngươi trước buông tha đi. Vạn cổ đại đế vỗ vỗ bất tử tiên vương bả vai. Coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình chương 503, một hồi quyết đấu, cái gì đều không vớt được. Ngươi đây là dự định vì ngươi hậu bị lót đường đúng không? Bất tử tiên vương nhếch nhếch miệng, thần tình khác thường nhìn về phía vạn cổ đại đế, không nghĩ tới vạn cổ đại đế vậy mà lại vì mình hậu bối, làm được trình độ như vậy. Phải biết rằng, tiên nhân ấn ký tuy là khó có thể đạt được, thế nhưng một gã thực lực cường đại tiên vương hứa hẹn thì càng thêm quý trọng. Chí ít đối với vạn cổ đại đế hoặc là bất tử tiên vương cái này dạng cường đại tồn tại, bọn họ hứa hẹn mang đến giá trị muốn bắt tiên nhân ấn ký mang tới giá trị cao hơn nhiều. Tốt, ta đồng ý. Bất tử tiên vương cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, người nhiều hơn xuất hiện ở gian trần trước mặt, gian trần cường đại thực lực để cho bọn họ nội tâm cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn lại là bất an. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trực tiếp tiến nhập, không phải vậy chúng ta cái gì đều không vớt được. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại với nhau, đem thái sơ đạo châu nhân đuổi ra ngoài chỉ cần đưa bọn họ đuổi ra ngoài, chúng ta mới có thể thu được càng nhiều hơn lợi ích. Lợi ích xu thế để cho bọn họ chế trụ sợ hãi của nội tâm, rất nhiều người hướng về gian trần đám người vây quanh, từng cái làm tốt muốn động thủ chuẩn bị. Chuẩn đế tam trọng thiên. Trước mắt ta chính là mới vừa tiến vào đế cảnh nhân. Cái này là chân tiên thực lực, các ngươi nói ta có thể không thể cùng gian trần tên biên thái này giống nhau, vượt cấp chiến đấu. Thuần Dương Thánh Tử 483 một bộ cà lo phất pho dáng vẻ, nghẹo đầu nhìn trước mắt chân tiên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường thần sắc đứng tại đối diện người nghe được thuần dương lòi của thánh tử, mũi kém chút khí oai. Gặp qua coi thường người, chưa thấy qua như thế coi thường người. Nếu như nói ra câu nói này người là Giang Trần, như vậy bọn họ cũng liền nhìn. Dù sao Giang Trần cái này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt danh hào, ở trung tam thiên cùng hạ tam thiên bên trong đã truyền ra. Có thể tên trước mắt tính chuyện gì xảy ra, bất quá là cửu thiên giới đi lên rác rưởi mà thôi. Tiên vực bên trong người kinh thường dưới giới bọn họ, nhưng thuần dương thánh tử mấy người cũng đồng dạng khinh thường tiên vực bên trong những người đó, nhất là ở gian trần lấy cường hãng lực lượng đem hai thế giới xác nhập sau đó, bọn họ đối với tiên vực nhận thức cũng tăng lên rất nhiều. Ở thuần dương thánh tử bọn họ xem ra, tiên vực bên trong cường đại, cũng vẻn vẹn là bởi vì bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt hoặc một ít mà thôi. Cái này liền là các ngươi phong cách làm việc sao? Tiên vực bên trong người cứ như vậy bị ngươi xem thường. A à khuê từ trong đám người đi ra, những thứ kia đối với thái sơ đạo châu lòng mang bất an người, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì có Giang Trần ở đây, bọn họ cũng không dám nói gì. Nhưng bây giờ có một gã tiên vương cấp bậc tồn tại người xuất hiện, xem như là đại đại cổ vũ tinh thần của bọn họ. Ta cũng không có khinh thường tiên vực bên trong người, chỉ là khinh thường những thứ kia tự cho mình là quá cao tồn tại. Đối mặt A Khuê đạo đức bắt cốc Giang Trần chỉ là chẳng đáng cười cười, nói đùa, chỉ cần ta không có đạo đức cũng đừng nghĩ bắt cốc ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng hắn thử một lần? Thuần Dương Thánh tử trực tiếp đứng dậy, luận thực lực hắn thừa nhận mình không phải đến từ bất hủ sơn tiên vương đối thủ, nhưng luận đến miệng pháo thực lực, sợ rằng tiên tôn cấp bậc cao thủ tới, thuần dương thánh tử cũng là một điểm không ổn. Nghe được thuần dương lời của thánh tử, Giang Trần tức giận trắng mặt nhìn đối phương liếc mắt. Rõ ràng là thuần dương thánh tử người này miệng tiện, đến cuối cùng chính mình còn muốn giúp hắn lật tẩy. Bất quá chuyện như vậy, Giang Trần cũng không lưu ý, dù sao cùng bất hủ sơn ân quán giữa đã là không chết không thôi, hắn sẽ không để ý mượn cơ hội này, xóa bỏ bất hủ sơn chỉ còn lại duy nhất tiên vương nếu như các ngươi thực sự muốn đối chiến, vậy hãy để cho ta tới làm nhân chứng A. Bất tử tiên vương đi ra, nhìn lấy mọi người ở đây cười. Chung quanh những người đó chứng kiên bất tử tiên vương lấy như vậy tư thái xuất hiện, nhìn lấy thái sơ đạo châu ánh mắt của mọi người cũng biến thành khác thường đứng lên làm cho một gã chân tiên tu vi đi cùng tiên vương đối chiến. Cái này ở trong mắt của mọi người xem ra tỷ lệ thành công sợ rằng cùng hoắc kim chạy thắng tô bính liếm không có gì sai biệt. Sở dĩ rất tự nhiên cho rằng, bất tử tiên vương cũng là ở nhằm vào thái sơ đạo châu. Đúng vậy, các ngươi nêu là thật cảm giác mình lợi hại vậy thì cùng bất hủ tiên vương a khuê đối chiến một lần trước hết làm khó dễ chính là thanh niên áo bào đen người bên cạnh bởi vì kiến thức tần nhị thế cái kia cường đại thực lực cùng với liên quan tới gian trần truyền thuyết bọn họ muốn chính mình báo thù không khác với so với lên trời còn khó hơn bất quá bọn họ hoàn toàn có thể mượn bất hủ sơn lực lượng đem gian trần tiêu diệt cái này dạng trở về cũng có thể cùng chính mình sau lưng chủ tử giao xoa muốn để cho ta xuất thủ cũng không phải không được không trải qua có điểm ngon ngọt a Người khác không nhìn ra, nhưng Giang Trần cũng là nhìn thấu Bất Tử Tiên Vương dị dạng. Mặc dù coi như là trợ giúp đối phương nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng là đứng ở chính mình bên kia, quan trọng nhất là hắn mới vừa chiếm được vạn cổ đại đế truyền âm, cho hắn biết Bất Tử Tiên Vương xuất hiện mục đích thực sự. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Bất Hủ Tiên Vương A khuê nghe được Giang Trần lời nói, tấm kia âm lãnh trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Phía trước mình Phương Tiên Vương chết trận, nhưng đi qua điều tra biết là chết ở vạn cổ đại đế trong tay mà cũng không phải là hắn Giang Trần, sở dĩ A Khuê trong lòng tuyệt không lo lắng. Coi như ngươi là yêu nghiệt, ta cũng không tin ngươi có thể nhảy qua hai cấp cùng ta đối kháng. A Khuê trong lòng tự nói, phản phất đã thấy Giang Trần đẫm máu ở trước mặt mình tràn cảnh. Nếu như ngươi thắng, ta liền rời khỏi con đường này cạnh tranh. A Khuê bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn lấy Giang Trần nói rằng: Ngươi nghĩ thật đúng là ung dung. Giang Trần chẳng đáng cười cười, ý vị thâm trường liếc nhìn trước A Khuê liếc mắt. Cái loại này biểu tình rõ ràng chính là đang nói các ngươi bất hữu sơn có phải hay không đều là quỷ nghèo một điểm chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố coi như các ngươi không rời khỏi đối với chúng ta thu được nhất niệm tiên phủ truyền thừa cũng không có ảnh hưởng gì giang trần khẽ cười một tiếng dùng ngón tay chỉ trước mắt a khuê ta không hề có ý gì khác chỉ là đang nói các ngươi bất hữu sơn tồn tại đều là rác rưởi ngươi a khuê vừa định động thủ lại bị bất tử tiên vương ngăn trở còn chưa có bắt đầu thi đấu ngươi gấp làm gì nếu như vi phạm ta quyết định quy củ ta trước hết tiêu diệt ngươi. Bất tử tiên vương mang trên mặt nụ cười, có thể bàn bạc lực lượng hướng về A Khuê bao phủ tới. Tuy là đồng dạng đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, nhưng đối mặt bất tử tiên vương loại này đỉnh tiên tiên vương, A Khuê vẫn là tâm tồn kính nể. Như vậy Giang Trần tiểu huynh đệ, trong lòng ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Bất tử tiên vương quay đầu nhìn về phía Giang Trần, mới vừa cái loại này khí thế bén nhọn đã biên mất. Như vậy đi, xuất ra hai kiện tiên khí cùng năm cái đế cảnh vũ khí cho rằng tiền đặt cược tốt lắm. Giang Trần nhìn như tùy ý, nói rằng. Trên cái thế giới này tiên vương cấp bậc vũ khí so với tiên vương còn khó có thể xuất hiện, sở dĩ Giang Trần vừa muốn muốn một ít tiên khí cùng đỉnh cấp đế khí tới cường hóa tự thân đạo châu lực lượng. Chương 504, Nhất niệm luân hồi, kết giới. Tốt. Ta đáp ứng. Bất hủ tiên vương A Khuê nghe vậy, không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp đem một bả ba cái đế cảnh vũ khí giao cho bất tử tiên vương trong tay. Còn như cái chui này tiên khí chiến đấu kế tiếp ta sẽ sử dụng, nếu như ta chiến đấu thua liền trực tiếp từ bất tử tiên vương lấy đi là được rồi. a khoe mặc dù không có đem giang trần để vào mắt, nhưng là không cho phép chính mình thất bại, nhất là thua ở so với từ ba nhỏ hai cái đại nấc thang người trong tay. điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nếu như hắn đến lúc đó đổi ý, ta liền thay ngươi giết hắn. bất tử tiên vương lời này vừa nói ra, liền giang trần đều không khỏi sửng sốt một chút. hắn chẳng thể nghĩ tới bất tử tiên vương vậy mà lại trước mặt của mọi người nói lời như vậy, tuy là nguyên bản trong tiểu thuyết bất tử tiên vương không tính là phản phái ở trọng yếu thời điểm cũng từng đứng ở nhân vật chính bên kia, nhưng còn lâu mới có được ngày hôm nay làm như thế đúng lúc. Ta thừa nhận thực lực của ta không mạnh như ngươi, nhưng ngươi cũng không tất yếu cái này nhìn không lên người A. A Khuê tức giận nhìn bất tử tiên vương liếc mắt. Còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia nhân, là nhìn không thấu bọn họ trong cảnh giới trên lệch. Nếu như không chết tiên vương những lời này chỉ là chính bọn hắn ở thời điểm nói một câu, ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng là ở trước mặt người ngoài nói ra lời như vậy, làm cho mặt mũi của hắn để ở nơi đâu bất quá để cho a khuê khó chịu là bất tử tiên vương thực lực nói ra lời như vậy thật đúng là làm cho hắn một điểm tính khí đều không có yên tâm đi bản tiên vương cũng không phải là cái loại này nói không tính sổ người bất tử tiên vương nghe vậy nhún vai không có nói thừa hai tay nhẹ nhàng biến hóa di chuyển bàn bạc lực lượng tịch quyền mà ra sau đó ở trước mặt mọi người tạo thành một đạo kết giới cảm tạ bất tử tiên vương bất tử tiên vương uy vũ cái này chúng ta liền không có vấn đề Mọi người ở đây chứng kiến cảnh tượng trước mắt, toàn bộ lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể cự ly gần chứng kiến chiến đấu như vậy, đối với bọn hắn mà nói là một loại lớn lao may mắn. Thế nhưng tại chỗ trong những người này, chân tiên tính lên giang trần cũng bất quá bốn người, người khác đại thể đều là đế cảnh, thậm chí là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Tu vi như thế là không có biện pháp thừa nhận tiên vương cấp bậc chiến đấu bộc phát ra cường đại lực lượng, có chút không đúng sẽ có vẫn lạc lại hiểm. Có trước mắt trận pháp, là có thể để cho bọn họ cự ly gần xem xét trận chiến đấu này mà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm bọn người kia chết thì chết không cần phải quá đáng lo lắng a à. thuần dương thánh tử miệng tiện mau bệnh xuất hiện lần nữa lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh cái kia ánh mắt bất mãn tần nhị thế 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 bất đắc dĩ lắc đầu lấy tay vỗ vỗ thuần dương thánh tử bả vai ngươi còn là bất tranh cãi a à, ta mới vừa kết thúc chiến đấu cũng không muốn lại tiếp tục như thế đánh rơi xuống ngươi xác định ngươi nói những lời này là nghiêm túc thuần dương thánh tử nhất nhếch miệng nhìn từ trên xuống dưới tầng nhị thế khi hắn chứng kiến đối phương trong ánh mắt cái kia tràn ngập chiến ý ánh mắt thời điểm hơi cười cười nếu như ngươi thực sự không muốn chiến đấu cái kia chiến đấu kế tiếp liền do ta thay ngươi đã khỏe nếu như đối phương thực sự tìm tới cửa ta sẽ không để ý tần nhị thế gấp vội khoát khoát tay đầu lắc cùng trống bỏi tựa như hắn lần này đi tới nơi này chính là vì mượn chiến đấu liên miên làm cho tu vi của mình có thể có mau hơn để thăng dù sao giữa bọn họ luận bàn đã không cách nào thỏa mãn bọn họ tự thân lẫn nhau trong lúc đó thật sự là quá quen thuộc, hơn nữa cũng sẽ không có cái loại này cuộc chiến sinh tử cảm giác. Thực sự là một cái tâm khẩu bất nhất gia hóa. Thuần Dương Thánh tự lắc đầu, ngươi có thể chuẩn bị xong. A Quê nhìn trước mắt Giang Trần, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh. Thù mới hận cũ, chúng ta lần này liền cẩn thận tính một lần. A Quê trên người lực lượng không ngừng kéo lên, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong ta và ngươi phía trước dường như không có thù oán gì chứ. Giang Trần Nghi hoặc nhíu mày một cái, hắn mặc dù không quan tâm chiến đấu, nhưng là không thích cổng nồi cảm giác. Nếu quả như thật có người nào đem sự tình quan trên người của hắn, vậy thật là cần phải thật tốt nói dốc nói dốc. Ta bất hủ sơn bên trong một vị tiên vương, trước kia cũng bởi vì ngươi mà chết. A Khoe mang trên mặt một chút tức giận, tiên vương cấp bậc tồn tại đối với bất kỳ thế lực nào mà nói vậy cũng là rất trọng yếu, dĩ nhiên ba ngày trước khác tính. Cái kia vị tiên vương không phải chết ở vạn cổ đại đế trong tay sao? Giang Trần cười lắc đầu, rất nhanh liền hiểu A Khuê trong giọng nói ý tứ. Ta biết rồi, ngươi là cảm giác mình đánh không lại Hồng Trần Tiên Vương, cho nên mới muốn tìm ta báo thù đúng không? Nhìn lấy Giang Trần trên mặt cái kia có chứa thần sắc cười nhạo, A Khuê trong lòng trở nên có chút xấu hổ. Ngươi là coi ta là thành trái hồng mềm, không dám đi tìm Hồng Trần Tiên Vương báo thù, liền muốn tìm ta báo thù. Nhiều lời vô ích, ta giết ngươi sau đó tự nhiên sẽ đi giết Hồng Trần Tiên Vương. Đối với Tiên Vương cấp bậc tồn tại mà nói, mặt mũi là rất trọng yêu, Giang Trần trước mặt của mọi người nói ra lời như vậy, rất hiển nhiên là không nể mặt hắn. Bất quá đây cũng là A Khuê phong cách làm việc, cũng chính bởi vì hắn như vậy cẩn thận, mới có thể sống tạm đến nay. Bất Tử Tiên Vương cười ha ha lấy, hoàn toàn không có đem A Khuê để vào mắt. Ngươi cho ta đi chết. Vạn cổ đại đế cũng chính là Hồng Trần Tiên Vương hoặc là Bất Tử Tiên Vương, đều không phải là A Khuê có thể dám đơn giản trêu chọc tổn tại. Lúc này bất hủ lực lượng bao trùm A Khuê toàn thân, mà hắn thì lại lấy tư thái ương ngạnh hướng về Giang Trần vọt tới ngươi không phải là muốn trong tay ta tiên khí sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hắn sẽ là của ngươi. Ta trực tiếp giết ngươi không phải thoải mái hơn. Giang Trần trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, đối mặt cái này A Khuê Công. Kích, chỉ là đơn giản về phía trước đánh một quyền. Mà như vậy thoạt nhìn lên không gì sánh được đơn giản một quyền, lại làm cho A Khuê có một loại mờ mịt cảm giác. A Khuê chỉ cảm giác mình phản phất đưa thân vào thời gian trường hà bên trong, cảnh tượng trước mắt từng bước biên đến hư vô, thời gian tự hồ đang vô cùng quyết tốc độ lui ngược lại. A Khuê Tiên Vương làm sao vậy? Hắn vì sao đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích? Có lẽ là cảm thấy xuất thủ trước tương đối mất mặt, dù sao thực lực của đối phương cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Mọi người vây xem bắt đầu không ngừng suy đoán, liên quan tới A Khuê làm ra loại phản ứng này nguyên nhân. Chỉ có một bên bất tử tiên vương thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, sau đó nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Người này thật vẫn lĩnh ngộ thời gian lực lượng. Bất tử tiên vương hơi bất mãn nhìn về phía một bên vạn cổ đại đế, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói ngươi hỗn đảng này, biết rất rõ ràng còn không nói cho ta biết. Nguyên lai like ở nhất niệm tiên vương khi còn sống, đã từng cùng bất tử tiên vương từng có ước định, nếu như sau này gặp trưởng khống thời gian lực lượng người, nhất định phải thật tốt chiếu cố đối phương. Luân hồi. Giang Trần môi hé mở, đơn giản hai chữ thốt ra. Mà đang ở Giang Trần nói xong hai chữ này trong nháy mắt, bất hủ tiên vương A khuê thân thể đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành phân giải. Đây là nhất niệm luân hồi tịch. Chương 505, tối cường chân tiên, không dám thiết tưởng. Nguyên bản có chút huyên náo hiện trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin, nhìn lấy đang bị phân giải sau đó biến mất ở trước mặt A Khuê, mới vừa phát sinh một màn kia, cho người ta một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn là đã thu được nhất niệm tiên vương truyền thừa. Mới vừa một chiêu kia không phải là nhất niệm tiên vương nhất niệm luân hồi sao? Hắn như là đã chiếm được truyền thừa, tại sao còn muốn tới nơi này? Không đúng hắn là cái kia vị tiên vương đệ tử, đi tới nơi này chỉ là vì thu hồi sư phụ đồ đạc liên quan tới gian trần suy đoán trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều nhưng là một niệm tiên vương đệ tử cái suy đoán này đã bị đại đa số người sở tán thành coi như là nhất niệm tiên vương khi còn sống hắn chính là phi thường thần bí tồn tại không có ai biết hắn là thật không nữa có đệ tử cũng chưa từng có ai từng thấy nhất niệm tiên vương mang theo đệ tử xuất hiện bất quá mọi người ở đây đều cho rằng như vậy cường đại tiên vương nếu là không có truyền thừa ngược lại là nhất kiện đáng giá khiếp sợ sự tình bất quá chỉ có không biết chết tiên vương trong lòng minh bạch giang trần sở sử dụng được luân hồi cũng không phải là mình huynh đệ công pháp mà là chính bản thân hắn một mình sáng tạo đi ra trách không được vạn của người này sẽ đối với hắn như vậy chiếu cố bất tử tiên vương dường như cũng minh bạch rồi cái gì nhìn lấy vạn của tiên vương ánh mắt có chứa vẻ bất mãn biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói có ưu tú như vậy gia hỏa dĩ nhiên không nói trước cùng ta tiết lộ vốn cho là bạn cũ của ta nắm giữ thời gian pháp tắc cũng đã rất lợi hại không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ thời không lĩnh vực một dạng tiên vương không có biện pháp xem thấu thời không cùng thời gian giữa chút xíu khác biệt nhưng bất tử tiên vương bởi vì nhất niệm tiên vương nguyên nhân đối với thời gian phát tắc có biết nhất định cho nên mới có thể phân biệt ra được trong đó bất đồng xem ra cuộc tranh tài này đã kết thúc thật đúng là có chút buồn chán bất tử tiên vương lúc nói chuyện liền đem chính mình bố trí tới trận pháp giải trừ mà đám người cũng bị bất tử tiên vương những lời này từ trong khiếp sợ kéo lại bất tử tiên vương đem mới vừa a à khuê vũ khí giao cho giang trần trong tay mọi người chung quanh chứng kiến cái chui này tiên khí trên mặt lộ ra hâm mộ thần tình phải biết rằng coi như là bình thường chân tiên sử dụng cũng chỉ là đế cảnh cấp bậc vũ khí mà thôi nhiều nhất ở tại bọn hắn trở thành tiên nhân sau đó sẽ đem chính mình đã từng vũ khí tiến hành một ít đề thăng vì vậy đại bộ phận chân tiên vũ khí chỉ là xem vào đế cảnh vũ khí cùng tiên khí giữa tồn tại còn lại ba gã chân tiên liếc nhìn nhau trong đầu lý trí kềm chế bọn họ muốn cướp đoạt giang trần xung động trước không nói có bất tử tiên vương vị này cự đầu ở chỗ này coi như là gian trần tự thân thực lực cũng không phải cái này ba cái chân tiên cấp bậc tồn tại có thể chống lại ta hậu nhân quả nhiên đủ cường đại một cái thanh âm hùng hậu dường như từ trên chín tầng trời truyền đến một dây kế tiếp vạn cổ đại đế xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này chỉ sợ cũng là vạn cổ đại đế lần đầu tiên trước mặt của mọi người thừa nhận thân phận của gian trần bất quá sở dĩ làm như vậy chỉ là muốn trợ giúp gian trần tránh cho một ít phiền toái không cần thiết mà thôi quả nhiên nghe tới vạn cổ đại đế những lời này sau đó ở trong sân người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình dù sao hồng trần tiên vương bốn chữ này lực ảnh hưởng cũng không phải là đùa giỡn mà phía trước những thứ kia không có xuất thủ chân tiên cũng may mắn chính mình không có bởi vì xung động mà động thủ không phải vậy một ngày trêu chọc phải vạn cổ đại đế hậu quả khả năng liền không dám tưởng tượng các ngươi liền đem mấy thứ này đều thu lại có ta ở đây nơi đây ta xem cái nào không biết sống chết dám ra tay với ngươi vạn cổ đại đế ở gian trần đám người trước mặt vẫn luôn là một bộ hiền hòa dáng vẻ nhưng là người ở bên ngoài trước mặt liền sẽ thể hiện ra hồng trần tiên vương nghiêm túc phía trước những thứ kia màn lòng xấu xa người đang đối mặt vạn cổ đại đế nghiêm túc ánh mắt thời điểm toàn bộ đều xuống ý thức trục đầu một cái nói đùa hồng trần tiên vương danh hào đây chính là giết ra tới nếu ai trêu chọc phải hắn diệt tộc sọ rằng đều là nhẹ yên tâm đi chuyện này trong lòng ta biết rõ nếu ta dám đi tới nơi này sẽ không đem các loại người không coi vào đâu Giang Trần những lời này nghe giống như là câu vui đùa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Giang Trần biểu hiện ra cường đại lực lượng, ngược lại cũng bình thường. Tốt, cái kia ta liền tự mình vì ngươi mở ra tiên vương động. Vạn cổ đại đế đi tới cái kia phiên cửa gỗ trước mặt, đơn giản trực tiếp tương môn đẩy ra, sau đó dẫn đầu bước vào. Phía trước những người đó đột nhiên biến mất tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên cái này phía ngoài động phủ cấm chế, đối với vạn cổ đại đế mà nói không một chút tác dụng, sau đó gian Trần ở Hoàng Thanh Thiên Trò, các loại, trên thân thể người bố trí thời gian trận pháp, dẫn theo đám người cũng tiên vào trong sân. Còn lại những người đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có như vậy cường đại lực lượng, tự nhiên không dám tùy ý tiến vào bên trong. Bằng vào chúng ta tiên nhân lực lượng, mới có thể ngăn cản một ít chứ. Còn lại ba gã chân tiên liếc nhìn nhau, đem chính mình lực lượng đề thăng tới cực hạn, cũng tiến vào trong viện. Quả nhiên sở hữu tiên nhân lực lượng người có thể trực tiếp tiến vào trong sân. Đi vào sân sau đó, liền luôn luôn bình tĩnh Hoàng Thanh Thiên cũng không khỏi cảm khái, ở chỗ này đã từng cần đánh bể đầu chảy máu bất hủ thánh dược tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngay cả đào tạo dược phẩm, tứ tiêu thảo dược dịch thể đều ẩn chứa đầy đủ tiên khí. Hắn của ban đầu có thể bị xưng là kim tự tháp giữa tiên vương một trong, coi như là ta đang đối mặt hắn thời điểm, không sử dụng ra toàn bộ lực lượng, cũng không có đánh một trận sức mạnh. Vạn cổ đại đế thần sắc trên mặt biến đến cảm khái, nhắc tới vị lão bằng hữu này vẫn là tràn đầy lấy kính nể đúng vậy, sở dĩ ta đang suy nghĩ như vậy cường đại một cái người đến tột cùng là làm sao đột nhiên tử vong. bất tử tiên vương đi tới vạn cổ đại đế bên người thần sắc trên mặt mang theo một tia không cam lòng. bốn không chuyện này không bao lâu sẽ có kết quả a? À. nghe được bất tử tiên vương lời nói, giang trần nghĩ tới nguyên bản trong tiểu thuyết liên quan tới nhất niệm tiên vương miêu tả, có người nói nhất niệm tiên vương là bởi vì nắm trong tay lĩnh vực thời gian sự tình bộc lộ ra đi, đưa đến ba ngày trước ma vực bên trong gián điệp quan tâm. Nguyên bản cái kia ma vực bên trong gián điệp là muốn đem nhất niệm tiên vương kéo đến ma vực, nhưng là lại bị tiên vương nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Dẫn tới ma vực bên trong người nổi giận, lấy vượt lên trước tiên vương hai cái đại nấc thang cảnh giới lực lượng, đồng thời bỏ ra giá nhất định mới đưa tiên vương mặt sát, cuối cùng đưa tới tiên vương hóa đạo. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết cái gì nội mạc sao? Bất tử tiên vương khí thế trên người bạo tăng, một đôi mắt nhìn chồng chọc vào gian trần. Chương 506, một cái ước định, ngàn vạn lần không nên sằng bậy bất tử, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Vạn cổ đại đế khí thế trên người cũng đột nhiên bộc phát ra, hai cái tiên vương cấp bậc tồn tại đồng thời bạo phát, làm cho chung quanh các tu giả gấp bội cảm thấy áp lực. Nếu như chết ở chỗ này, thật là liền lúng túng. Thuần Dương Thánh Tử dù cho đối mặt nguy cơ như trước không sửa đổi được chính mình miệng tiện mau bệnh. Tần Nhị Thế tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt Thuần Dương Thánh Tử, ánh mắt nghiêm trọng lắc đầu. Ngược lại không phải là Tần Nhị Thế bọn họ không muốn chỉ trích Thuần Dương Thánh Tử, mà là bởi vì đối mặt tiên vương cấp bậc cường giả tản mát ra áp lực bọn họ liền khí lực nói chuyện đều không muốn lãng phí nhị vị ngược lại là không cần phải như vậy đi giang trần mỉm cười tay phải nhẹ nhàng huy động hỗn nguyên lực lượng trực tiếp đem tần nhị thế đám người bao phủ ở bên trong có giang trần lực lượng trợ giúp áp lực của bọn họ hóa giải rất nhiều tần nhị thế hoàng thanh thiên bạch hổ thánh tử đám người liếc nhìn nhau phi thường ăn ý hướng về thuần dương thánh tử đi tới các ngươi muốn làm gì nói cho ngươi biết ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Thuần Dương Thánh Tử cảm nhận được từ Hoàng Thanh Thiên bọn người trên thân truyền tới không có hảo ý khí tức, thân không bốn thể liền nhẫn không ngừng run rẩy một cái. Yên tâm đi, xem ở gian trần mặt mũi bên trên chúng ta không biết làm cái gì chuyện gì quá phận. Luôn luôn lãnh đạo Hoàng Thanh Thiên nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, như vậy giống như là một chỉ đói bụng thật lâu mảnh thú, đụng tới của mình thích con mồi một dạng. Đích xác, chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi hiểu chuyện đem miệng ngậm lại mà thôi. Tần nhị thế tiếp lời tới, hướng về phía người khác gật đầu. Sau đó mấy người chen nhau lên, tuy là Thuận dương thánh tử là đế cảnh cấp bậc thực lực, nhưng là không chịu nổi mấy người chen nhau lên. Đừng a, à. Giang Trần! Cứu! Còn chưa chờ thuần dương thánh tử đem lòi kế tiếp nói xong, mấy người liền làm cho hắn hoàn toàn ngậm miệng lại. Muốn làm cho bất tử tiên vương tử vong mặc dù có chút phiền phức, nhưng là không phải làm không được. Giang Trần nhìn về phía vạn cổ đại đế, mỉm cười. Chỉ bất quá, không cần phải. Làm như vậy a. À. Hành! Vạn cổ đại đế lạnh trên một tiếng, trên mặt mang bất mãn thần sắc, nhưng vẫn là đem khí thế của mình thu hồi lại. Bất kể nói thế nào, bất tử tiên vương vẫn như cũ tính là người một nhà hàng ngũ, sở dĩ tự nhiên cũng không có thể làm cho quá mức. Có thể không phải chết tiên vương vẫn là nhìn chồng chọc vào gian trần, tuy là đem khí thế của mình thu về, nhưng vẫn không có dự định bỏ qua ý tứ. Nếu như đổi thành phía trước gian trần nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, nhưng lần này gian trần lại không có làm như vậy. Ở gian trần trong trí nhớ, dựa theo nguyên bản tiểu thuyết miêu tả bất tử tiên vương cùng nhất niệm tiên vương hai người ở trở thành người tu luyện ngày nào đó chính là quan hệ rất tốt tồn tại thậm chí muốn so với lúc trước đông phương minh nguyệt cùng sư nương quan hệ còn tốt dưới tình huống như thế bất tử tiên vương biết được liên quan tới nhất niệm tiên vương tử vong bí mật dưới tình huống có phản ứng như thế cũng là người thường tình ăn ngay nói thật ở trong mắt giang trần xem ra nếu không chết tiên vương không có phản ứng như thế mới là làm cho hắn mở rộng tầm mắt sự tình Xem ra ngươi không chỉ có biết liên quan tới hắn bí mật, đối với bí mật của ta cũng rất hiểu." Bất tử tiên vương hơi cười cười, chỉ là ở tiếu dung bên trong hiện lên một tia lo lắng. Giang Trần lời nói ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, hắn không chỉ có hiểu rõ nhất niệm tiên vương sự tình, đối với bất tử tiên vương vì sao được xưng bất tử, cũng vô cùng hiểu rõ. Trên thực tế liên quan tới bất tử tiên vương bí mật, Giang Trần đã từng cũng sử dụng qua, chính là đang cùng cái kia không linh nữ từ lúc chiến đấu sở phương pháp sử dụng. Bởi vì nhất niệm tiên vương nguyên nhân có thể dùng bất tử tiên vương cũng nắm giữ bộ phận thời gian bí mật. Vì vậy ở hai vị tiên vương chung dưới tác dụng, bất tử tiên vương thân thể trọng yêu vị trí bị bố trí thời gian đảo lưu xe pháp. Một ngày cái bộ vị đó đụng phải hủy diệt tính chất đã kích chiến pháp, liền sẽ có ở đây không chết tiên vương trước khi vẫn lạc khởi động, đem bộ vị trọng yếu trạng thái điều chỉnh trở về đỉnh phong. Chỉ bất quá cùng gian trần bất đồng chính là, bởi vì bất tử tiên vương nắm giữ thời gian pháp tắc hữu hạn, hơn nữa cũng không có cường đại lực lượng thành tựu chống đỡ, vì vậy có thể sử dụng số lần cũng không phải là rất nhiều, cùng ban đầu độc cô hùng không sai biệt nhiều chỉ có thể sử dụng mây lần. Sau đó Giang Trần ngay trước bất tử tiên vương mặt, trực tiếp đem bất tử tiên vương thể bên trong thời gian phát tắc phô bày đi ra. Chứng kiến bất tử tiên vương trên mặt vẻ kinh ngạc, Giang Trần hơi cười cười. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói, cũng không phải là lừa gạt ngươi lời nói rồi a. À. Bất tử tiên vương, thần tình kiên định gật gật đầu. Nếu như Giang Trần không phải vạn cổ đại để người mang tới, đồng thời đi qua vạn cổ đại đế trong miệng, biết được Giang Trần lúc trước một mực sống ở phía dưới thế giới, bất tử tiên vương thậm chí biết hoài nghĩ, trước đây chính mình hảo huynh đệ vẫn lạc có thể hay không cùng Giang Trần có quan hệ. Nếu như ngươi có thể đủ trợ giúp ta báo thù hoặc là cho ta cơ hội báo thù, như vậy ở ngươi lón lên phía trước, ta không chết tiên vương nguyện ý lập xuống hỗn độn lời thể, bảo hộ ngươi an toàn. Một bên vạn cổ đại đế nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chính mình mặc dù là hồng trần tiên vương, có tiên vương bên trong đỉnh cấp chiến lực, nhưng một người năng lực dù sao cũng có hạn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, hơn nữa không bao lâu, người đó liền sẽ xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Lúc nói chuyện, Giang Trần trên dưới quan sát một chút bất tử tiên vương, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Làm sao? Có gì không đúng sao? Bất tử tiên vương có thể nhìn ra được, Giang Trần biểu hiện cũng không phải là giả vờ 353. Nhưng là không phải đặc biệt gì sự tình, chỉ là lo lắng dựa theo ngươi tu vi bây giờ, coi như ngươi thực sự đụng phải địch nhân, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn, Giang Trần lời ấy cũng không phải là nói đùa, căn cứ nguyên bản tiểu thuyết ghi chép làm ra chuyện này người thực lực cường đại, vượt qua xa tiên vương cấp bậc thực lực có thể cùng bên ngoài địch nổi. Chuyện này liền không cần ngươi tới quan tâm. Bất tử tiên vương nhíu mày một cái, Giang Trần lời nói mặc dù khó nghe nhưng cũng là thực sự. Dù sao đối với huynh đệ mình thực lực bất tử tiên vương vẫn là có sự hiểu biết nhất định, có thể làm cho huynh đệ của mình lặng yên không tiếng động tiêu thất, người như vậy tuyệt đối không phải thông thường tồn tại. E rằng trước đây hắn không phải muốn nói cho ngươi, thì ra là vì vậy nguyên nhân a. Vạn Cổ Đại Đế đi tới bất tử tiên vương bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn. Vạn Cổ Đại Đế đã từng hiểu được ở nhất niệm tiên vương trước khi vẫn lạc, bất tử tiên vương đã từng cùng hắn đã gặp mặt, nhưng lúc đó đối phương không chút nào không có nói chuyện này. E rằng. Bất tử tiên vương thở dài một cái. Mà nhưng vào lúc này, một cổ bàn bạc lực lượng hướng về Giang Trần Bao trùng tới. Ngươi dám muốn chết. Bất tử tiên vương cùng Vạn Cổ Đại Đế hai người đồng thời phát sinh trống giận nhất là bất tử tiên vương mới nói cam đoan giang trần an toàn liền có trước người tới đánh lén, đây không phải là đánh hắn mặt sao. Chương 507, cổ gia người đến, không chết không ngớt. Vạn cổ trường tồn. Bất tử cực quan. Hai gã tiên vương cấp bậc đỉnh phong người đồng thời xuất thủ, một gã tiên vương đỉnh phong tồn tại từ trong hư không rơi ra ngoài. Vạn cổ đại đế cùng bất tử tiên vương hai người đều không có sử dụng ra chính mình toàn bộ lực lượng, không phải vậy cái này tiên vương đỉnh phong tồn tại liền không lại chỉ là rơi xuống đơn giản như vậy. Bất tử, Hồng Trần, các ngươi là muốn cùng chúng ta cổ gia không chết không ngớt sao? Người đến tên gọi là cổ Tam Thông, là cổ gia một gã tiên vương đỉnh phong tồn tại. Thực lực không yếu hơn đã từng vạn cổ đại đế cùng bất tử tiên vương, ở trung tam thiên bên trong cũng là cực kỳ khó dây dưa một cái tồn tại. Quả nhiên là đánh nhỏ, tới lão. Giang Trần thấy thế, mỉm cười. Tình huống trước mắt cùng trong tiểu thuyết ghi lại giống nhau, vũ cực đạo châu cổ gia là một cái phi thường bao che khuyết điểm tồn tại. Ở nguyên bản bên trong độc cô vân giết chết cổ gia nhân sau đó, cổ gia cũng là trước tiên phái ra tiên vương cấp bậc cường giả để báo thù, khi đó là bị vạn cổ đại đế cùng độc cô vân cộng đồng đánh bại. Ngươi chính là giết chết tộc của ta người thừa kế người kia. Cổ Tam Thông đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt sát ý bao phủ. Là, ngươi có thể làm gì ta? Giang Trần không có chút nào né tránh, thậm chí ngay cả một điểm nói mềm mỏng ý tứ đều không có. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, chính là Giang Trần đối diện với mây cái này địch nhân phong cách. Cổ Tam Thông suy nghĩ tất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại cái này dạng trực tiếp trả lời chính mình, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút sẽ không. Ngươi đã thừa nhận, vậy thì dễ làm. Cổ Tam Thông sắc mặt âm lãnh đến có thể chảy ra nước. Hắn tới là trùng trùng điệp điệp, hầu như trong động phủ mọi người đều biết hắn tới, cái này dường như cũng là cổ gia phong cách làm việc, thích loại này cực hạn đường hoàng. Cổ Tam Thông không nghĩ tới chính mình đến vậy mà lại chọc cho hai vị tiên vương cộng đồng xuất thủ, đưa tới chính mình lên sân khẩu có chút đầy bụi đất. Sau đó bị một cái chân tiên cấp bậc người như vậy kinh thường, cổ tam thông thậm chí hoài nghĩ trước mắt chân tiên có phải hay không kẻ ngu. Ngươi muốn làm thế nào? Vạn cổ đại đế một đôi mắt sắc cao nhìn chầm chầm cổ tam thông, nói. Nói cho ngươi biết, nếu ai ra tay với Giang Trần, chính là ta không chết không thôi địch nhân. Lần này, làm không chết không ngớt bốn chữ này từ vạn cổ đại đế trong miệng nói ra, hãy để cho cổ tam thông chấn động kinh ngạc một chút. Một dạng phủ châu trong lúc đó sẽ rất ít sử dụng như vậy từ ngữ, dù cho lẫn nhau giữa mâu thuẫn thực sự đến rồi không cách nào hóa giải tình trạng, cũng sẽ lưu lại một tia chỗ trống. Chỉ khi nào nói không chết không ngớt mấy chữ này, liền đại biểu lẫn nhau giữa chiến đấu, biết cống hiến ra tất cả nội tình, thẳng đến một phương diệt vong mới thôi. Hắc hắc, không có ý tứ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất tử tiên vương mỉm cười, trên mặt mặc dù không có vạn cổ đại đế như vậy nghiêm khắc, có thể trong giọng nói nhưng cũng để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Quen thuộc bất tử tiên vương nhân đều biết, bất tử tiên vương sự phẫn nộ cũng không phải là hắn mặt lộ vẻ lộ vẻ giận dữ thời điểm, mà là giống như bây giờ, cười cùng ngươi nói liều mạng thời điểm. Hai người các ngươi, làm ta cổ gia không người. Cổ tam thông hơi sững sò, không nghĩ tới hai cái đỉnh cấp tiên vương sẽ vì gian trần làm được trình độ như vậy. Nhất là, thần tình nghi ngờ nhìn về phía bất tử tiên vương. Vạn cổ đại đế, là từ hạ giới đi lên, đối với gian trần chiếu cố một ít ngược lại cũng bình thường, nhưng ngươi bất tử tiên vương lại là mấy cái ý tứ. Thực sự là không có ý tứ, ta đã lập được hỗn độn loài thể, nếu ai muốn thương tổn gian trần đó chính là cùng ta không qua được hỗn độn lời thể. Cổ tam thông cao mày, không nghĩ tới bất tử tiên vương dĩ nhiên làm được trình độ như vậy. Nếu là không có biện pháp báo thù, ta nghĩ ngươi sau khi trở về cũng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác A. Giang Trần như đi bộ nhàn nhã chuyển đến đến cổ tam thông trước người, không lo lắng chút nào cổ tam thông lại đột nhiên đối với tự mình động thủ. Trước không nói Giang Trần chiến lực của mình đã không sợ cổ tam thông loại này tiên vương cấp bậc tồn tại, chỉ là vạn cổ đại đế cùng bất tử Sơn Vương cũng sẽ không để cổ tam thông dễ dàng đối với tự mình động thủ không nên cảm thấy có hai người bọn họ che chở ngươi, ngươi là có thể không có bận tâm, luôn luôn ngươi một người thời điểm, hơn nữa phía sau ngươi thái sơ phủ châu chạy không được a. À. Giang Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi cổ tam thông uy hiếp, mà là cảm thấy là một danh tiên vương đỉnh phong người, dĩ nhiên ngay trước trước mặt mọi người, như vậy uy hiếp trắng trợn chính mình. Giang Trần nghi ngờ nhìn cổ tam thông liếc mắt, biểu tình kia rõ ràng chính là lại nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn mặt mũi à? Thuần dương thánh tử mấy người cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía cổ tam thông, nghĩ thầm cái này cổ gia làm sao so với lúc trước thương long một tổ còn không biết xấu hổ còn lại người vây xem tuy là không nói gì thêm, nhưng trên mặt thần tình cũng là nói rõ toàn bộ. Người tên hỗn đảng này. Cổ tam thông ý thức được chính mình theo như lời nói được không đúng, hướng về phía giang trần trợn mắt nhìn. Chờ một chút. Giang trần khoát tay áo, bất đắc dĩ nhìn cổ tam thông liếc mắt. Từ đầu tới đuôi ta nhưng là không nói gì là ngươi dựa vào cùng với chính mình tiên vương cùng vũ cực thân phận của phủ châu uy hiếp ta cùng ta phủ châu đến bây giờ ngươi còn nói ta hỗn đảng Giang trần cố ý làm ra một bộ ủy khuất dáng vẻ ngươi làm cho các vị ở tại đây nói một chút hai người chúng ta đến cùng ai hỗn đảng a à? người loại sinh vật này vô luận là người thường cũng tốt vẫn là cái gọi là tu sĩ hoặc là tiên nhân cũng tốt một ít đặc biệt sinh là không có biện pháp thay đổi liền giống với mới vừa cổ tam thông nói ra câu nói này thời điểm người chung quanh tuy là bất mãn trong lòng nhưng ngại vì cổ tam thông cùng. Cổ gia lực uy hiếp cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ Giang Trần đã đem nói cho làm rõ, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Ta cũng hiểu được, cái này vì tiên vương tiền bối ít nhiều có chút già mà không kính. Nào chỉ là già mà không kính, cái này ít nhiều có chút không biết xấu hổ ý tứ. Xem ra sau này vẫn là cách cổ gia xa một chút tốt, không phải vậy dễ dàng bị liên lụy. Nghe được người chung quanh đối với mình thảo luận, cổ tam thông sắc mặt quả thực so với ăn dày thối càng khó coi hơn ngươi đến cùng có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta ngụy cổ tam thông dường như không muốn đối với chuyện này cùng giang trần lãng phí quá nhiều thời gian tựa như giang trần mới vừa nói như vậy nếu như không có biện pháp thành công đem giết chết cổ trường thiên nhân thủ cấp mang về hắn sẽ đối mặt với nghiêm túc nhất trách phạt ta nói đúng là ngươi có thể không thể nhận điểm khuôn mặt thuần dương thánh tử tuy là nô lệ ở ẩn nhẫn nhưng thật sự là không nhịn được cái này cổ tam thông thật là quá bỉ ổi một cái tiên vương cấp bậc tu vi dĩ nhiên cùng một cái chân tiên kiêu chiến còn không thấy ngại nói khoác mà không biết ngượng hỏi có dám hay không, ngươi dám không dám đem tu vi của ngươi áp chế đến chân tiên thực lực. Muốn chết. Đối mặt thuần dương thánh tử trào phúng, cổ tam thông trực tiếp lộ ra bàn tay khổng lồ hướng về thuần dương thánh tử bắt tới. Cổ tam thông biệt khuất quá lâu, hắn không dám tùy tiện đối với Giang trần động thủ, cũng không đại biểu không thể đối với những người khác động thủ. Ngươi dám. Chương 508, nửa cái mạng giá trị, cho ngươi một cái cơ hội. Giang Trần trực tiếp xuất thủ, một ánh hào quang trực tiếp đánh nát cổ tam thông bàn tay. Ngươi! Cổ tam thông mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, gian trần một tay làm cho hắn thật mất mặt. Chớ ở nơi đó không cam lòng, ta muốn là để cho ngươi ở ngay trước mặt ta đem huynh đệ của ta giết chết, ta nơi đó còn có mặt mũi. Gian trần mỉm cười, hướng về cổ tam thông đi tới. Ngươi không phải là muốn ra tay với ta sao? Ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Giang Trần. Bất tử tiên vương nhíu mày một cái, muốn mở miệng ngăn cản tuy là hắn thừa nhận giang trần có điểm bản lĩnh nhưng trong lòng hắn cho rằng không phải là đối thủ của cổ tam thông bởi vì cổ tam thông chuẩn xác mà nói toàn bộ cổ gia đều là cực kỳ tồn tại đặc thù bọn họ là võ học tu luyện giả thân thể cường hãn chính là bọn họ tiền vốn có người nói võ học tu luyện giả chỗ ở cảnh giới tự thân thân thể chính là đồng cảnh giới vũ khí thậm chí một ít huyết mạch thực lực cường hãn võ học giả tự thân thân thể có thể đạt được cao hơn một cái bậc thang nhỏ vũ khí cường độ nói như vậy không phải nói ra được Cổ Tam Thông mặc dù cũng không là huyết mạch cực kỳ tinh khiết võ học thể chất, nhưng tự thân thân thể cũng đạt tới tiên vương cấp bậc tu vi, đối mặt một dạng tiên vương bất tử tiên vương cho rằng Giang Trần miễn cưỡng có thực lực đánh một trận, thế nhưng đối mặt Cổ Tam Thông bất tử tiên vương cũng không cho là như vậy. Quan trọng nhất là, Giang Trần nắm giữ quan với bạn tốt của mình, nhất niệm tiên vương vẫn là bí mật. Nếu như Giang Trần cứ như vậy chết ở 620 nơi đây, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Hành, ta đây liền đem tự thân giảm bóp đến chân tiên cấp cùng ngươi đối chiến cổ tam thông lạnh trên một tiếng, cố ý làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Không rõ chân tướng người chứng kiến cảnh tượng trước mắt còn tưởng. Rằng cổ tam thông phải không hướng chính gian trần tiện nghĩ, mà gian trần tự thân lại là có chút không biết tốt xấu. Nếu là chính mình muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cổ tam thông sắc mặt cao ngạo, nhưng trong lòng lại là cười như hoa nở. Phía trước là mình muốn xuất thủ, dù cho chính mình chủ động đem tiếng giai áp chế đến chân tiên cấp bậc đỉnh phong, bao nhiêu cũng có chút người khi dễ ý tứ dù sao cổ tam thông kinh nghiệm chiến đấu cùng một ít chiến đấu kỹ xảo đó không phải là giảm bớt tu vi là có thể áp suất điểm trọng yếu nhất thành tựu võ học tu luyện giả cổ tam thông có thể chủ động giảm bớt tu vi của mình lực lượng thế nhưng thân thể cường độ xác thực không cách nào giảm bớt nói cách khác dù cho cổ tam thông đem tu vi của mình thấp xuống đó cũng là một gã chân tiên cấp bậc tồn tại cầm tiên vương cấp bậc vũ khí cùng gian trần đối chiến chiến đấu như vậy vô luận từ nơi nào xem gian trần đều là thua thiệt một phương ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn Vạn Cổ Đại Đế mặc dù biết Giang Trần tu vi sức mạnh to lớn, nhưng lo lắng bên ngoài không biết võ học người tu luyện lực lượng, vì vậy không nhịn được mở miệng nhắc nhở. "Yên tâm đi, nếu ta dám cùng hắn đánh, vậy nhất định có chuẩn bị." Giang Trần mỉm cười, cho Vạn Cổ Đại Đế một cái yên tâm nhãn thần. Chứng kiến Giang Trần phản ứng, Vạn Cổ Đại Đế liền không nói thêm gì nữa. Dù sao ở Vạn Cổ Đại Đế trong ấn tượng, Giang Trần chưa từng có làm qua chuyện không có nắm chắc. Hơn nữa Giang Trần mỗi một lần việc làm cũng chưa từng có thất bại bất quá đơn độc đánh như vậy, tự hồ có hơi quá buồn chán. Giang Trần lời này vừa nói ra, thuần dương thánh tử đám người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một loại không rõ âm hiểm cười. Ta thế nào cảm giác tràn cảnh này tự hồ đang nơi nào thấy qua? Vẫn không nói gì bạch hổ thánh tử mở miệng nói. Đừng nói ngươi cảm thấy ở nơi nào thấy qua, đây không phải là hắn thường thường biết phương pháp sử dụng sao. Giả heo ăn thịt hổ. Cùng Giang Trần quan hệ thân mật nhất thuần dương thánh tử tiếp lời tới, ở tại bọn hắn còn không có phi thăng tiên vực thời điểm, Giang Trần liền dùng phương pháp như vậy, từ thái cổ vạn tộc trong tay gài bẫy rất nhiều pháp bảo. Bây giờ Giang Trần chuyện xưa tái diễn, xem ra lần này cổ tam thông bọn họ còn tỏa sáng hơn máu. Ngươi muốn thế nào? Cổ tam thông lạnh trên một tiếng, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt cực kỳ bất mãn. Bởi vì vô luận là từ nơi nào mặc xem lần chiến đấu này, cổ tam thông đều không có bất kỳ lý do thất bại, mà Giang Trần hết lần này tới lần khác nói ra lời như vậy, đây không phải là trước mặt của mọi người đem các ngươi kinh thường hắn sao. Đơn giản chính là một lần quyết đấu mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn cái gì tiền trúng thưởng? Chẳng lẽ ta không nên muốn vài thứ sao? Giang Trần cho cổ Tam Thông một cái cực kỳ thần tình kinh thường, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, chẳng lẽ ngươi là một cái ngốc tử sao? Giữa lúc cổ Tam Thông chuẩn bị lúc nổi giận, Giang Trần dành trước mở miệng nói. Ngoài mặt nói là một lần quyết đấu, ngươi đơn giản chính là muốn mạng của ta, nếu như ta thua mệnh sẽ không có, nhưng nếu như ngươi thua cái gì cũng không lưu lại, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Giang Trần lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới chu vi tu sĩ đón ý nói hùa. Đúng vậy, bọn họ cổ gia nhân thật đúng là biết ý thế hiếp người. Nhân gia một cái chân tiên cùng một gã tiên vương đối chiến, mà cái kia tiên vương lại vẫn cái gì cũng không lấy ra. Ta xem hắn là không dám lấy ra cái gì đồ vật, cho nên mới không nói bất kỳ tiền trúng thưởng A. À. Thuần Dương Thánh Tử đột nhiên lớn tiếng hô. Hắn chính là sợ thua. Ai nói chúng ta không dám xuất ra đồ đạt tới. Cổ Tam Thông chứng kiên chu vi tu luyện giả thần tình trên mặt biên hóa, vội vàng mở miệng nói. Nếu để cho tình huống lại như thế tiếp tục phát triển tiếp, đến cuối cùng coi như hắn thắng, cuộc tỷ thí này gia tộc bộ mặt sợ rằng cũng phải mất hết, chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Cổ Tam Thông áp chế lửa giận trong lòng, nhìn trước mắt Giang Trần nói rằng: "Ngươi đã muốn mạng của ta, như vậy ta ít nhất phải lấy đi ngươi nửa cái mạng mới được." Giang Trần cố ý làm ra dáng vẻ trầm tư, mang trên mặt một tia ngoạn vị nụ cười. E rằng liền Cổ Tam Thông chính mình đều không nói được, vì sau khi hắn chứng kiến Giang Trần trên mặt thần tình thời điểm, nội tâm có một vẻ bối rối hiện lên vậy sẽ phải trên người ngươi nhất kiện tiên vương binh cùng hai kiện chuẩn tiên vương binh, còn có năm cái tiên khí. Giang Trần lời này vừa nói ra, cổ tam thông thần sắc lập tức biến đến âm lãnh đứng lên. Ngươi không cảm thấy ngươi muốn hơi quá đáng sao. Tuy là Giang Trần nói vài thứ kia cổ tam thông đều có, nhưng một ngày đem mấy thứ này đều lấy đi, đó chẳng khác nào là giống như Giang Trần nói như vậy muốn hắn nửa cái mạng. Quá phận sao? Ta có thể không phải cảm thấy. Giang Trần mỉm cười, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ngươi không được quên, nếu như lần này quyết đấu thất bại ta nhưng là phải bỏ mạng, mà ta chỉ cần ngươi nửa cái mạng, ngươi dĩ nhiên nói ta qua phân. Nói xong câu đó, Giang Trần hướng về bất tử tiên vương phương hướng đi tới. Hiện tại chẳng lẽ gia tộc bọn họ nhân đều không biết xấu hổ như vậy sao? Nếu như đối phương cường ngạnh xuất thủ, còn hy vọng tiền bối xuất thủ. Gia tộc bọn họ có xấu hổ hay không, ta đây thật đúng là không rõ lắm, bất quá hôm nay xem như là thấy được. Bất tử tiên vương cười ha ha, trào phúng một dạng nhìn về phía cổ tam thông. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là hắn dám cường ngạnh xuất thủ, ta nhất định trảm sát hắn. Chương 509, phóng thích thiên kiếp, biết khó mà lui. Tốt, ta đáp ứng. Đơn giản mấy chữ giống như là từ cổ tam thông trong kẻ răng nặng đi ra giống nhau, một bên bất tử tiên vương chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Tốt. Giang Trần hưng phấn gật đầu, dường như đây hết thảy là hắn muốn thấy được giống nhau. Bất tử tiên vương thấy thế, thần tình nghi ngờ nhìn về phía vạn cổ đại đế. Ngươi cái này hậu bối có phải hay không đầu óc có vấn đề gì? Dĩ nhiên, nói như vậy tự nhiên không thể ngay trước mặt Giang Trần nói ra, sở dĩ bất tử tiên vương đi qua linh hồn truyền âm phương thức, cùng vạn cổ đại đế nói rằng. Nguyên lai bất tử tiên vương cho rằng Giang Trần mở ra cao như vậy giá cả, là vì làm cho cổ tam thông biết khó mà lui, không cùng chính mình quyết đấu. Nhưng bây giờ nhìn một cái dường như Giang Trần cũng không phải là ý đó, phỏng chừng không có cảm thấy có bất kỳ áp lực, ngược lại trên mặt viết đầy hưng phấn. Yên tâm đi, tiểu tử này nghĩ chuyện cần làm cho tới bây giờ sẽ không có làm không được. Vạn cổ đại đế mặc dù cũng không rõ ràng sở gian trần bên trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng hắn. Cho dù là vượt qua hai cái đại bậc thang tiến hành chiến đấu. Bất tử tiên vương nghĩ ngờ nhìn lấy vạn cổ đại đế liếc mắt. Vậy thì mời ngươi đem lấy các thứ ra a, giao cho bất tử tiên vương bảo quản coi như là công bằng. Gian trần sở dĩ muốn vật như vậy, là bởi vì xem qua nguyên bản tiểu thuyết hắn biết. Cổ Tam Thông hoàn toàn chính xác có nhiều như vậy bảo vật hơn nữa căn cứ nguyên bản tiểu thuyết ghi chép, ban đầu Cổ Tam Thông đang cùng độc cô Vân quyết đấu sau đó, Cổ Tam Thông nộp rất nhiều pháp bảo tới bảo trụ rồi chính mình mệnh. Bất quá Giang Trần cũng không dự định giống như độc cô vân cái dạng nào buông tha cổ Tam Thông, cho nên liền đưa nó toàn bộ bảo vật đều muốn tới. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ quyết nợ sao? Lúc này cổ Tam Thông bị Giang Trần tức giận, đã đến bạo phát giới hạn giá trị. Hắn không phải là chưa từng thấy qua làm giận, mà là chưa từng thấy qua giống như Giang Trần như thế làm giận. Ta còn thật là nghĩ như vậy. Giang Trần dường như không thấy cổ Tam Thông phẫn nộ, đã đủ ánh mắt ăn sống người phi thường thành khẩn gật đầu nếu như nhãn thần có thể giết người nói như vậy giang trần chỉ sợ sớm đã bị cổ tam thông thiên đao vạn quả cổ tam thông sinh khí không chỉ là bởi vì giang trần trước mặt mọi người nói ra không tính nhiệm hắn mà nói chỗ chết người nhất chính là giang trần dĩ nhiên thực sự đoán trúng trong lòng mình ý tưởng e rằng liền cổ tam thông mình cũng không nói rõ ràng vì sao làm giang trần phi thường chuẩn xác mà nói ra khỏi chính mình có những bảo vật kia sau đó đang đối mặt giang trần thời điểm cổ tam thông dĩ nhiên trong lòng mơ hồ hiện ra một tia bất an Tuy là cổ tam thông không ngừng đi thôi diễn lần chiến đấu này, tìm không ra bất kỳ mình và lý do thất bại, nhưng này một tia cảm giác bất an chẳng những không có tiêu thất, ngược lại biến đến càng thêm thịnh vượng. Nếu như ngươi thực sự dự định đối tiếp nói, như vậy thì đem mấy thứ giao ra đây. Lần này là vạn cổ đại đế mở miệng nói chuyện. Liền ngươi cũng không tín nhiệm ta. Cổ tam thông mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt viết đầy khó có thể tin. Giang trần người này không tín nhiệm mình còn chưa tính, thật không nghĩ đến liền hồng trần tiên vương đều không tín nhiệm mình. Cổ Tam Thông bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, vì sao ở trong ấn tượng của hắn, hắn dường như không có làm bất luận cái gì có lỗi với Hồng Trần Tiên Vương sự tình. Cùng tính nhiệm không tính nhiệm không có quan hệ. Vạn cổ đại để không chút nào cho Cổ Tam Thông mặt mũi ý tứ. Bởi vì gian trần bọn họ là ta vãn bối, nào có nói thành tựu tiền bối không phải hướng cùng với chính mình người. Tuy là lần trước trong nguy cơ, vạn cổ đại đế đã trước mặt của mọi người biểu lộ mình và thái sơ phủ châu quan hệ, nhưng cái kia thời gian dù sao chỉ là ở Hạ Tam Thiên bên trong. Mà lần này không chỉ là hạ tam thiên nhân ở chỗ này, liền trung tam thiên một số người cũng chú ý lần này hành động. Vạn cổ đại đế lần nữa trước mặt của mọi người biểu lộ thân phận của mình, cũng là muốn trợ giúp Giang Trần cắt giảm một ít phiền toái không? Cẩn thiết. Tốt, ta bắt đi ra. Một câu nói đơn giản tự hồ là từ cổ tam thông trong kẻ răng nặng đi ra giống nhau. Nếu quả như thật là hạ tam thiên thế lực bình thường, như vậy chính mình cuối cùng coi như không cho cũng không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là một ngày có vạn cổ đại đế thành tựu hậu trường cũng không giống nhau chính mình nếu như không cho cho dù là về đến gia tộc bên trong chỉ sợ cũng không có đặt chân chỉ địa ta nghĩ chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi a à. làm vũ khí trong tay giao ra ngoài sau khi cổ tam thông liền không kịp chờ đợi muốn tấn công đã trải qua nhiều chuyện như vậy cổ tam thông hận không thể đem trước mắt giang trần trực tiếp ăn sống nuốt tươi có thể giữa lúc cổ tam thông chuẩn bị động thủ thời điểm lại bị giang trần thủ thế cự tuyệt mời hai vị tiền bối bày trận pháp dù sao đối phương nhưng là tiên vương cấp bậc thực lực một ngày có lực lượng bột phát ra Ta lo lắng chung quanh các huynh đệ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Giang Trần lời này vừa nói ra, cổ tam thông thần sắc trên mặt quả thực so với ăn dày thối càng khó coi hơn. Tiện không phải tiện A. Cổ tam thông trong lòng nổi giận mắng. Giang Trần những lời này rất có một bộ một lời hai ý nghĩa ý tứ, tầng thứ nhất ý là nhắc nhở cổ tam thông nhất định phải đem tu vi của mình dưới áp chế, mà cái này trong giọng nói cũng tràn đầy đối với cổ tam thông nhân phẩm không tín nhiệm. Còn như tầng thứ hai này ý tứ, lại là lo lắng chu vi các người tu luyện an toàn, xem như là lôi kéo người lòng một loại phương pháp làm. Quả nhiên làm Giang Trần lời này vừa nói ra, chung quanh những người tu luyện kia nhóm nhìn lấy Giang Trần ánh mắt, đều biến đến nhu hòa rất nhiều. So sánh với những thứ kia nhìn về phía cổ tam thông nhân trong ánh mắt lại là xuất hiện chán ghét. Tốt! Tiểu huynh đệ có đại ôm ấp tình cảm A. À. Bất tử tiên vương trong nháy mắt minh bạch rồi Giang Trần trong giọng nói ý tứ, có ý riêng nhìn cổ tam thông liếc mắt. Mà cũng chính bởi vì Giang Trần những lời này, người tu luyện chung quanh bắt đầu vì Giang Trần nỗ lực lên kế tiếp các ngươi có thể yên tâm, có ta cùng vạn cổ đại đế bố trí tới trận pháp, coi như là tiên vương đỉnh phong lực lượng bạo phát cũng không có vấn đề. Bất tử tiên vương cùng vạn cổ đại đế liếc nhìn nhau bố trí tới cường đại phòng ngự trận pháp. Giang Trần hướng về phía bất tử tiên vương biểu đạt cảm tạ, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Ta xem ngươi là muốn chết. Cổ Tam Thông không kịp chờ đợi tiến nhập trong trận pháp, muốn nhất chiêu miều sát rồi Giang Trần. Thật sao? Bất quá ta thế nào cảm giác tìm chết người là ngươi? Giang Trần sắc mặt đột nhiên biến đến âm lãnh, sau đó nói với hệ thống. Hệ thống, đem tất cả tu luyện niên hạn rót vào. Nguyên lai like đi tới tiên vực sau đó, Giang Trần nằm yên đoạn thời gian đó, cũng để cho hắn tích góp mấy vạn năm tu luyện niên hạn. Chỉ bất quá đối với những tu luyện này niên kỷ giới hạn, Giang Trần cũng không có sử dụng mà là vẫn chứa đựng, bây giờ cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Được rồi. Khi lấy được hệ thống trả lời sau đó, Giang Trần trên người đột nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng, mà Giang Trần đầu đỉnh nguyên bản bầu trời trong xanh, bỗng nhiên trong lúc đó biến đến mây đen rậm rạp, trong mơ hồ có lôi điện thiểm thước, kèm theo ngọn lửa màu đỏ. Ngươi con mẹ nó. Dĩ nhiên độ kiếp lâu. Chương 510, bị phong độ kiếp tiên vương, rõ mồn một trước mắt. Nằm cỏ, cái gia hỏa này còn muốn tới. Thuần dương thánh tử đám người thấy thế, thần sắc trên mặt trở nên có chút quá dị, mặc dù cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến Giang trần sử dụng ra thủ đoạn như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật. Nhất là thái cổ vạn tộc nhân, Giang Trần đã từng lần kia trích dẫn lôi kiếp lực lượng đối phó kim ô nhất tộc sự tình, phản phất rõ mồn một trước mắt. Người này tâm thật hắc a. À. Bất tử tiên vương có chút không nói, trong lòng hắn suy tính một vạn loại khả năng, nhưng cuối cùng lại bỏ quên biện pháp như thế. Bất quá cái cũng khó trách, người bình thường ai có thể nghĩ tới dùng phương thức như vậy tới hố địch, hơn nữa coi như nghĩ tới lại có mấy người có thể đem thời cơ tính toán chuẩn xác như vậy. Xem ra lần này, cổ tam thông người này phải xui xẻo a. À. Vạn cổ đại đế biểu môi, mặc dù mình hậu nhân có thực lực như vậy, chắc là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng vạn cổ đại đế trong lòng, làm sao một chút cũng không cao hứng nổi đâu. Còn tốt hắn không phải là địch nhân của ta. Nín nửa ngày, cuối cùng vạn cổ đại đế bài trừ một câu như vậy. Một bên bất tử tiên vương suy nghĩ một chút, công nhận gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở giữa lôi kiếp, nhất là chứng kiến màu đỏ vân đoá thời điểm, kinh hô. Dĩ nhiên là vô tận nghiệp hỏa. Ngươi cái này hậu nhân rốt cuộc là lai lịch kìa vô tận nghiệp hỏa hợp với cửu cửu lôi kiếp, có thể nói là thiên kiếp bên trong xa hoa phối trí, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Bất quá, càng là nguy hiểm thiên kiếp, một ngày vượt qua mang đến chỗ tốt cũng là càng nhiều. Xem ra, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cổ Tam Thông nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh. Thật sao? Vậy thì nhìn một chút chúng ta ai chết trước? Giang Trần mỉm cười, dường như hoàn toàn không đem thiên kiếp này không coi vào đâu. Cổ Tam Thông không nghĩ ra, vì sao đối mặt cứng trắng như vậy thiên kiếp, Giang Trần vẫn có thể biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Oanh! Một tiếng vang thật lón, đệ một tia chớp lóe sáng đăng tràn. Lôi điện ở hạ xuống trong quá trình chia làm hai cổ, phân biệt hướng về cổ Tam Thông cùng Giang Trần Phương hướng phi tới. Cổ Tam Thông bởi vì đem vật cầm trong tay tiên vương vũ khí đều nộp ra, không có bất kỳ chỗ dựa nào hắn, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình nhục thân để ngăn cản so sánh với cổ Tam Thông, Giang Trần lại là lạnh nhạt rất nhiều. Người này là điên rồi sao? cổ tam thông thành tựu vũ tu giả, tự thân lực lượng liền vô cùng cường đại. Lấy nhục thân đối kháng thiên kiếp cũng đã đầy đủ khoa trương. Nhưng không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên khoa trương hơn, không phải là lấy nhục thân đối kháng, ngược lại còn một quyền hướng về lôi điện đánh tới. Như vậy động tác không khỏi làm cho người phía dưới, nhìn có chút khô miệng khô lưỡi. Có phải hay không mặc kệ tại nơi này, hắn nhìn trời cướp thái độ đều không có gì chuyển biến. Hoàng Thanh Thiên nhìn lấy bị Giang Trần một quyền đánh nát lôi điện, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Như vậy độ kiếp phương thức đối với Giang Trần mà nói có thể nói là thường quy thao tác, nhưng nơi đây dù sao cũng là tiên vực A, liền không thể cho tiên vực thiên kiếp một điểm mặt mũi. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng là hoàn toàn đã không có tính khí. Bất quá Giang Trần phương pháp làm tự hồ là vì bọn họ mở ra tân đại lục một dạng, một số người thậm chí đang suy nghĩ, sau này chính bọn hắn độ kiếp thời điểm, có phải hay không cũng có thể làm giống như Giang Trần như vậy. A. À, nhưng là cổ tam thông kêu thảm thiết, đem những thứ này tu sĩ từ mộng tưởng trung kéo lại. Tương đối với Giang Trần ung dung, cổ tam thông trên mặt nhưng là viết đầy thống khổ. Xưng là đại thành phía dưới mạnh nhất võ đạo thể chất, tại thiên kiếp sấm sét thanh tẩy phía dưới đã biến đến sơn đen nha hắc, không chút nào mới vừa cường giả khí thế. Chỉ là đệ một tia chớp đã là như thế, tiếp tục nữa cổ tam thông sợ rằng cũng không thể cam đoan, mình liệu có thể kiên trì nổi. Ngươi! Cổ tam thông ngẩng đầu, một bên chữa trị thương thế của mình, một bên muốn nhìn một chút gian trẫn lạc phách dáng vẻ, dù sao mình cái này thân thể cường hãn đều biên thành cái này dạng, chứ đừng nói là gian trần. Có thể làm hắn sau khi ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Trần cũng là một điểm vết thương đều không có, thậm chí ngay cả y phục trên người đều không có để lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Không chỉ có như vậy, ở Giang Trần đem đệ một tia chớp đánh nát sau đó, hắn dĩ nhiên đem bị đánh nát lôi điện hoàn toàn hấp thu được trong thân thể của mình. Cái này là thật. Lần này không chỉ là cổ Tam Thông, liền vạn cổ đại đế cùng bất tử tiên vương đều là một bộ khó tin dáng vẻ. Quả nhiên. Đang hấp thu lôi điện sau đó, Giang Trần trên mặt lộ ra trước nay chưa có cảm giác thoải mái ở nguyên bản trong tiểu thuyết, tiên vực bên trong thiên kiếp cũng ẩn chứa cường đại tiên linh lực lượng, vì vậy hấp thu sau đó sẽ vì thân thể bổ sung tương đối lực lượng. Không gì hơn cái này phương pháp làm chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia cường đại đại thành thể chất, tài năng, mới có thể nếm thử, không phải vậy kết quả sau cùng chỉ có bạo thể mà chết. Đến đây đi, làm cho thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút a. À. Giang trần trên mặt lộ ra không gì sánh được cảm giác thoải mái, người không biết chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ, sợ rằng còn tưởng rằng hắn không phải ở độ kiếp, mà là tại phao ôn tuyền đâu. Rất nhanh, đạo thứ hai thiên lôi đã đáp xuống, không có cho cổ tam thông bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một cổ bàn bạc lực lượng trong nháy mắt tịch quyển cổ tam thông thân thể. Cổ tam thông đem chính mình lực lượng đề thăng tới cực hạn, nhưng thiên kiếp sấm sét công kích như trước mang đến cho hắn tương đối thống khổ. Còn tốt còn tốt có thể chịu đựng. Cổ tam thông trong lòng may mắn, mình có thể chống nổi cái này lượt thiên kiếp thứ hai lôi điện. Lúc này cổ tam thông quan sát đến tình huống chung quanh, muốn tìm ra một cái thích hợp đột phá vòng vây đi ra phương hướng. Nhưng là, một bóng người lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về cổ tam thông nhanh chóng qua đây. gian trần, ta ít 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 ngươi tiên nhân. cổ tam thông lúc này đều muốn tức giận nổ tung, chỉ thấy gian trần mang theo hắn thiên kiếp của mình lôi điện hướng về phe mình chạy tới. nếu như chỉ là nhất lượt thiên kiếp lôi điện, cổ tam thông miễn cưỡng có thể chống đỡ. có thể nếu là lại tăng thêm gian trần thiên kiếp, hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết. cái gọi là vui một mình không bằng chúng nhạt nhạt, chúng ta liền chơi một tận hứng. gian trần vọt tới cổ tam thông bên cạnh trong nháy mắt nguyên bản tách ra hai đạo thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Đây cũng không phải là một, một tương đương với hai tình huống, đây là hoàn toàn một, một lớn hơn hai. Tại thiên kiếp sấm sét tịch quyển hai. Sáu phía dưới, cổ tam thông không kịp phát ra cái gì một tia la lên, liền trở thành thiên kiếp lôi phong dưới một vệt bụi bặm. Cường đại tiên vương đỉnh phong võ đạo thể chất như vậy kết thúc, khiến người ta có một loại thổn thức cảm giác. Việt Nam. Giang Trần tuy là kiên trì được, nhưng ở thiên kiếp sấm sét thanh tẩy phía dưới, như trước phát ra hơi thanh âm thống cổ. Nếu như Giang Trần chỉ là muốn chống lại, này tương hội là tương đối buông lỏng một chuyện. Nhưng Giang Trần muốn cũng là dùng thiên kiếp lôi điện tới thanh tẩy thân thể của chính mình, như vậy khoa trương phương pháp làm liền vạn cổ đại đế đám người đều chẳng bao giờ nghĩ tới. Thật là người điên. Thuần Dương Thánh tử thấy thế, bẹp bẹp miệng, đến nửa ngày lại cũng chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy. Về sau hắn có hay không có thể gọi là độ kiếp tiên vương. Vẫn không nói gì Hoàng Thanh Thiên mở miệng nói.